Ga Đồng Hới cho biết, số lượng khách đông nhất tập trung vào cả ngày 29 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 là những ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ với khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày. Để phục vụ cho nhu cầu đi lại và du lịch của người dân, ngoài 5 đôi tàu hàng ngày, dịp lễ vừa qua, ngành đường sắt đã bổ sung thêm 4 đôi tàu tuyến Hà Nội Đồng Hới. Còn tại cảng hàng không Đồng Hới, trong 5 ngày nghỉ lễ đã đón hơn 10.000 lượt khách với 70 lượt chuyển bay. Với việc tăng cường lực lượng ứng trực, tổ chức phân luồng hướng dẫn hành khách ra vào ga sân bay cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên mặc dù lượng hành khách đến và đi rất đông nhưng tình hình an ninh trật tự tại nhà ga sân bay trong những ngày qua được đảm bảo